Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình được phát sóng trên kênh YouTube VNews. Thưa quý vị, ai cũng biết, rất lâu trước khi đắc cử Tổng thống Mỹ, Donald Trump vốn nổi tiếng với vị trí tỷ phú bất động sản kiêm ngôi sao truyền hình thực tế. Sau khi mãn nhiệm, cựu Tổng thống đã rơi gần 300 bậc trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes sau khi tài sản của ông giảm hơn 1 tỷ USD trong 4 năm cầm quyền. Trước sự việc trên, ông Trump đã có những phản ứng như thế nào? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chi tiết ngay sau đây. Từ vị trí 1001 năm ngoái, cựu Tổng thống Mỹ rơi xuống thứ 1299 trong danh sách người giàu thế giới năm nay của Forbes. Donald Trump hiện chỉ sở hữu 2,4 tỷ đô la Mỹ, theo danh sách tỷ phú Forbes vừa công bố, giảm gần 1/3 so với thời điểm trở thành Tổng thống Mỹ hồi tháng 1 năm 2017. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng lên 70% giai đoạn này. Hiện tại, Trump đứng thứ 1299, rơi gần 300 bậc so với năm ngoái. Còn so với năm 2017, ông tuột khoảng 755 bậc. Trump luôn tự hào là người nhạy bén trong kinh doanh. Tuy nhiên, Forbes nhận xét, trong nhiệm kỳ tổng thống, Trump đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền từ thị trường. Ông đã từ chối bán tài sản khi nhậm chức. Nếu bán đi năm 2017 và tái đầu tư sau đó, ông sẽ có nhiều hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ so với hiện tại. Theo Bloomberg, đại dịch đã tác động mạnh đến các công ty của Trump. Cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội khiến ông bị luận tội lần thứ hai và thương hiệu Trump cũng chịu ảnh hưởng. Các báo cáo tài chính, tài liệu khoản này, khoản vay, những cuộc phỏng vấn với các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia phân tích cùng nhiều vụ kiện và điều tra cho thấy Trump và công ty của ông đang gặp rắc rối lớn. Covid-19 khiến các tòa nhà văn phòng, khách sạn và resort của Trump ế ẩm. Vụ bạo loạn khiến cho quan hệ của ông với các nhà băng xuống cấp. Ít nhất 590 triệu đô la Mỹ nợ của các công ty trong đế chế sẽ đáo hạn năm tới. Hơn nữa là do Trump bảo đảm với tư cách cá nhân. Giai đoạn 2016-2021, giá trị các bất động sản của Trump giảm 26%, xuống còn 1,7 tỷ đô la Mỹ. Từ năm 2015 đến năm 2020, nguồn thu các khu nghỉ dưỡng và khách sạn giảm 42%, sân golf giảm 19%, hoạt động quản lý và chuyển nhượng quyền thương hiệu giảm 30%. Tỷ phú, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng may mắn là người chứng kiến tài sản tăng nhẹ so với cùng thời điểm năm ngoái, nhưng ông vẫn tụt bậc trong xếp hạng bảng này năm nay. Theo danh sách vừa công bố của tạp chí Forbes, Trump xếp thứ 1299 với tổng tài sản ước tính là 2,4 tỷ đô la Mỹ. Năm ngoái thì ông xếp ở thứ 1001. Khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, tài sản của Trump ước tính đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, khi rời Nhà Trắng, tài sản của ông đã giảm gần 1/3. Theo Forbes, việc ông tụt hạng là do không bắt kịp tốc độ tăng tài sản của các tỷ phú khác. Forbes lưu ý rằng, ông Trump hiện giàu hơn so với một năm trước khi tạp chí này công bố đánh giá vào thời điểm bùng phát đại dịch. Theo Forbes, thứ hạng của ông Trump tuột dốc vì ông không thể theo kịp các tỷ phú khác trong danh sách, những người đã chứng kiến vận may của họ tăng lên. Trong khi đó, ông Trump cho rằng kết quả không có gì đáng ngạc nhiên khi nói với tờ The Hill rằng một chính trị gia không được phép kiếm tiền khi còn đương nhiệm và một người giàu nên rời khỏi nhiệm sở với số tiền ít hơn. Ông Trump cho hay, đó là lý do mọi người thích tôi bởi vì tôi trung thực, không giống hầu hết các chính trị gia. Tôi không tranh cử để làm giàu. Tôi đã bỏ hàng tỷ đô la để cứu giúp đất nước của chúng ta. Tôi đã làm một công việc tuyệt vời cho những người ở biên giới, vaccine, nền kinh tế của Mỹ, quân đội của chúng ta, lực lượng không gian và nhiều thứ khác. Ông Trump tiếp tục ca ngợi những nỗ lực của mình trong việc phát triển vaccine khi cho rằng chúng sẽ giúp mở cửa nền kinh tế trở lại, bao gồm cả ngành du lịch và khách sạn. Cố vấn Stephen Miller khi tới thăm Trump ở Palm Beach, Florida, đã tiết lộ hình ảnh về văn phòng của cựu tổng thống sau khi rời Nhà Trắng. Cố vấn Mueller hôm 5 tháng 3 đăng trên Twitter thông báo ông tới gặp cựu tổng thống Donald Trump tại dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Mueller mô tả đây là cuộc gặp tuyệt vời, kèm theo bức ảnh hai người tươi cười rạng rỡ bên trong văn phòng cựu tổng thống. Người dùng mạng xã hội tỏ ra vô cùng thích thú với bức ảnh của Mueller vì họ có thể quan sát một văn phòng làm việc của Trump sau khi ông rời Nhà Trắng. Bức ảnh của Mueller cho thấy dường như Trump đang đọc dở một vài tài liệu, trong đó có tờ Wall Street Journal. Cựu tổng thống Mỹ còn đặt một bức tượng khắc họa bản thân ông ở góc bàn phía sau và treo một bức ảnh chế về gương mặt ông được khắc trên núi Rushmore. Điều khiến cho người dùng mạng chú ý nhất là một chai Diet Coke dường như được Trump giấu kỹ sau chiếc điện thoại bàn.
nhiều người đã chế giễu hình ảnh này vì cựu Tổng thống Mỹ vừa kêu gọi tẩy chay Coca-Cola chỉ vài ngày trước đó. Ngoài ra, phòng làm việc của ông Trump ở Mar-a-Lago còn treo một tấm ảnh núi Rushmore với bốn vị Tổng thống Mỹ. Ông Trump từng nghĩ đến chuyện khắc thêm khuôn mặt thứ năm của chính mình lên núi này. Trên bàn làm việc của ông còn có một khối kim loại từng được sử dụng để xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico. Khối kim loại này được làm thành một món đồ lưu niệm và tặng cho ông Trump trong một chuyến thăm đến thành phố Calexico, bang California vào tháng 4 năm 2019. Chiếc bàn đằng sau lưng ông Mueller có một bức tượng của ông Trump, trong khi chiếc bàn dựa sát tường phía sau cựu Tổng thống Mỹ để những bức ảnh các thành viên trong gia đình của mình. Dù tụt hạng trong các danh sách tỷ phú, nhưng ai cũng phải choáng ngợp trước khối bất động sản của Donald Trump trước khi ông làm Tổng thống. Với nhiều thăng trầm trong kinh doanh, ông Trump tích lũy được khối tài sản trị giá 2,5 tỷ USD, mặc dù ảnh hưởng đáng kể do COVID-19. Khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông là Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất khi được 70 năm và 222 ngày tuổi. Sinh ra trong một gia đình giàu có và thừa hưởng khối tài sản khoảng 40 triệu đô la Mỹ từ người cha quá cố là nhà đầu tư bất động sản Fred Trump. Vào năm 1971, ông trở thành người đứng đầu tập đoàn hiện mang tên là The Trump Organization. Kể từ đó, ông đã góp phần phát triển hơn 500 công ty. Tỷ phú Trump có cổ phần tại các sân golf sang trọng, các tòa nhà chọc trời, chương trình truyền hình, sòng bạc và nhiều lĩnh vực khác. Vào năm 1980, khách sạn này thành công nhanh chóng, khiến ông Trump trở thành một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất trong lĩnh vực bất động sản tại New York. Đến năm 1984, ông hoàn thành công trình xây dựng tháp Trump cao 68 tầng, chính là trụ sở The Trump Organization cho đến ngày nay. Tòa nhà có một thác nước cao 18 mét và vào ngày mở cửa đã có 5 tầng với các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng. Ông sở hữu nhiều công ty và bất động sản ăn nên làm ra, trong đó có Trump Place, một khu dân cư sang trọng rộng 37 hectare ở New York. Khách sạn quốc tế Trump và tháp Chicago có khách sạn, các căn hộ và nhiều nhà hàng, cửa hiệu. Sân trượt băng Walnut Ring ở công viên trung tâm New York cũng mang dấu ấn thành công của ông Trump. Vào năm 1988, ông chi 365 triệu đô la Mỹ cho một số máy bay Boeing 727 và cơ sở hạ cánh ở Boston, New York và Washington DC. Ông còn mua quyền sơn tên của mình lên một chiếc máy bay. Tuy nhiên, nỗ lực với hãng hàng không sang trọng Trump Shuttle năm 1989-1992 của ông đã thất bại và công ty sau đó đã đóng cửa. Vào năm 1990, các ngân hàng hỗ trợ lĩnh vực đầu tư của ông Trump bảo lãnh cho ông các khoản vay và tín dụng mới. Sòng bài Taj Mahal, nổi tiếng của ông tại Atlantic City ở bang New Jersey, phá sản hồi năm 1991. Và khu nghỉ dưỡng Trump Hotel and Casino phá sản vào năm 2004. Đến năm 2009, công ty Trump Entertainment Resorts lại nộp đơn xin phá sản. Đôi khi, ông Trump sống tại căn hộ 3 tầng trên tháp Trump với vợ và con trai. Căn hộ này có một bể phun nước bên trong và một cánh cửa nạm vàng và kim cương. Trong số các tài sản đáng giá của ông là câu lạc bộ Mar-a-Lago, nơi ông ở lại 25 trong số 100 ngày đầu tiên trên cương vị tổng thống. Ông trở về đây sinh sống sau khi mãn nhiệm. Theo Forbes, câu lạc bộ có 58 phòng ngủ, 33 phòng tắm, 12 lò sưởi và 3 hầm trú bơm, được mua với giá 10 triệu đô la Mỹ vào năm 1985. Trước khi đi lại trên chuyên cơ không lực 1 trong nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump đi lại vận động tranh cử bằng chiếc Boeing 757 trị giá 100 triệu đô la Mỹ với các dây an toàn mạ vàng. Dàn siêu xe của ông Trump có những chiếc như Rolls Royce, xe điện Lamborghini Diablo năm 1999 và chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp phản hồi, quý vị hãy để lại trong phần phía dưới comment. Nếu thích chương trình, quý vị đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận về thông báo video phát hành mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.